Rồi bắt đầu hôm nay mình học về chương trình số 10 nha cưng. Là học về Nail Disease and Disorders. Im hoảng quá. Nail Disease and Disorder là học về ráo gọi là xáo trộn móng tay và bệnh tình của móng. Thì hôm nay mình học trước về xáo trộn ha. Thì xáo trộn là gì? Xáo trộn là gì? Xáo trộn là những trường hợp là do bị tổn thương. Chẳng hạn mình bị dập móng, phải không? Hoặc là mình bị một cái những cái rằn rợn của móng cũng có thể. Nhưng mà những cái bệnh tình nó có thể là do cái system is là do cái cơ thể bên trong của mình nó có sự xáo trộn. Sự xáo trộn đó mà nếu nó diễn tả trong một thời gian dài mà ảnh hưởng tới mình đó thì cái gọi là disease, tức là bệnh rồi. Còn xáo trộn nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn thôi. Thì có thể là do di truyền. Nếu di truyền thì không thể nào mình tránh được, đúng không? Nhưng mà nếu bị tổn thương vì tác động bên ngoài có thể mình chữa được. Thì thành ra xáo trộn là cái gì? Là cũng có thể là do di truyền hoặc là do tổn thương ha, mà ở những bộ phận nail của mình. Thành ra hôm qua mình học bộ phận nail nó có rất là nhiều, đúng không? Nó có mầm móng, nó có mình móng, thấy không? Nó có gốc móng, nó có rãnh móng. Thì trong cái móng của mình như vậy một bộ phận nó rất là nhiều cái để mà mình đưa tới vụ tổn thương, đúng không? Rồi, thì khi mình nói bây giờ nhìn nè, nail là gì? Nail là một bộ phận mà rất là ngạc nhiên và rất là thú vị trong tất cả cơ thể của con người. Em nhìn đi, cái móng tay nó rất là nhỏ, nhưng mà tại sao cái thế giới khi đụng vô nail em thấy không? Có những cái thay đổi liên tục, em phải cập nhật liên tục. Thành cái cô thợ nail á, mà cổ muốn thành công cổ phải cập nhật. Không những cập nhật về kiến thức mà phải cập nhật về sản phẩm. Đó. Thì là nếu mà như hôm qua mình có nói đó, ngoài cơ thể của mình, sự ảnh hưởng về sức khỏe nó thể hiện qua cái gì? Qua cái body, đúng không? Cái dáng dấp cơ thể của mình. Mà dáng dấp của mình thường nha, thường nói là gì? Thường mình nói về nail, mình nói về da hoặc nói về tóc. Nhưng mà sức khỏe mình yếu, ít khi nào nhìn tới tóc lắm. Người ta nhìn tới da với móng tay trước, đúng không? Tại vì tóc em bây giờ thực sự mình không hiểu là em thực sự em bị một cái xáo trộn để đưa ảnh hưởng cái tóc của em không. Phần đông bây giờ tóc mấy cô bây giờ toàn là tẩy nhuộm không à. Thành ra dưới ánh mắt của cô hoặc là một người thẩm mỹ, thường thường cái tóc khô là do thời tiết hoặc do quá tố quá nhiều. Nhưng mà cái nail khác, đúng không? Cái nail với cái da khác. Thì hôm nay mình học nail. Thì cái nail là nhỏ này, là một cái bức gương rất là nhỏ, nó phản ảnh lên sức khỏe của mỗi cá nhân, đúng không? Nó là tấm gương, thấy không? Thành ra tình trạng sức khỏe của mỗi người đó có thể bộc lộ qua sự thay đổi của móng tay. Câu này nó có hỏi nha. Nhưng mà có một số điều kiện em là người thẩm mỹ em trị được nha, nhưng mà một số em cũng không có thể trị được. Thành ra có thể là mình nói là xáo trộn hoặc bệnh tình tùy theo cái mình có thể chữa được. Thành ra cái ngành nail khi tụi cưng nhận một người khách, tụi cưng phải cẩn thận. Hoặc là say no một người khách, em phải cẩn thận. Mình say no không đúng, người ta cũng có thể against mình, là chống lại mình ha. Mà mình nhận vô những cái mình không nên làm, mà lỡ có sự cố xảy ra, mình cũng bị. Thành ngành nail nó như vậy ha. Thì để có như vậy mình phải hiểu cái bài học này, để mà mình hiểu được, mình có thêm kiến thức, đúng không? Và đồng thời mình học thêm những cái expertise, là những cái gì, những cái chuyên môn của mình càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn ha. Rồi bây giờ cô nói lại nail disorder là gì. Nail disorder ở trang 208 là nói về xảy ra là do chấn thương, do di truyền, hoặc là mắc phải một cái bệnh nào đó nó còn xảy ra mà mình chưa có chữa được. Thành ra tình trạng rối loạn này có những tình trạng mình phải đi tới bác sĩ chuyên khoa. Đó. Thì chỉ có những vấn đề liên quan tới thẩm mỹ thì những người được làm cho người ta đẹp, những người có thể làm cho người ta giống như là tự tin hơn là mình. Chứ mình không có chữa bệnh được. Nhớ nha, làm móng tay chỉ cho đẹp chứ mình không có chữa bệnh được. Không chữa bệnh được. Chị tới đây mục đích của chị là gì?
Hôm nay tôi tới đây là tại vì tối nay tôi có party. À, tối nay chị có tiệc đúng không? Thì từ lúc đó em có sẽ tham vấn với chị. Thường trong các màu sắc chị thích nhất màu nào? Thường thường mà nói màu thì mùa đông này đó là những màu mà nó có vẻ nó không có được chói lọi, thấy không? Đỏ thì đỏ đậm, vàng vàng đậm, tím tím đậm đó, hoặc là bằng màu bạc, thấy không? Đó thì có thể mình gợi ý cho cô ta, thấy không? Hoặc có những người nói chị có, thí dụ em cho hỏi một chút xíu cá nhân chút xíu nha, hôm nay chị dress up occasionally là gì, dịp gì? À, hôm nay tôi là phụ dâu. Ok, thường phụ dâu thì em thấy người nổi nhất là cái gì, là cô dâu đúng không? Em không có làm hơn cô dâu được. Thì thường người ta hỏi rằng, thường ở bên đây thì cô không hiểu, nhưng mà cô hiểu là khi phụ dâu thì cô dâu gì ở đây nó có rehearsal. Rehearsal là cô phụ dâu và cô dâu phải biết ngày hôm đó cái bàn chải của mình là cái gì, cái bình bông để giữa bàn là cái gì, mình ở vị trí nào. Đó thì nó rất là quan trọng. Thì ok, tại vì bên Mỹ này thật sự khi em được chọn làm phụ dâu hoặc phụ rể đó, là một cái hãnh diện, rất là hãnh diện, chứ không phải như mình mà chọn ra để mà vui đâu. Nhiều khi chọn người ta không đi, thành ra cái người mà bride maid á với người honor đó là rất là honor ha. Thì ra người ta phải hỏi hôm nay tôi biết cô, tôi sẽ cầm một bó hoa trong đó có màu hồng, màu xanh, màu tím. Ok, thì cô phải được biết thì mình nói ok, thì bây giờ trong ba cái màu này em sẽ chết chị nha. Nếu mà chị có màu tươi nhiều thì em sẽ làm móng tay chị hơi thẳm chút, để khi chị cầm cái bó bông, chị đeo cái bông ở tay này nè, cái bàn tay chị nó làm cho cái bông nó nổi hơn. Consultation rất là quan trọng. Một bộ bóng tay tụi Mỹ em có làm có thể được tới 80 tới 85 đồng. Đó. Để cái đó là cái gì? Là mình phải nói. Thì cái đó là ở đâu? Là những người thẩm mỹ này người ta phải chuyên gia. Em thấy chữ chuyên gia làm đẹp không? À. Thì thành ra cái ngành mình nail mà mình muốn mình càng ngày mình bước lên một bước cao hơn là mình phải như vậy. Chứ không đơn giản chỉ vũa nail làm màu hơn nữa. Đó. Thì thành ra những cái đó là những cái bước mà tụi cưng phải hiểu mình làm đó. Ngoài cái bằng, mình phải có một chút xíu cái kiến thức hoặc là một cái cách nhìn của một cái người thẩm mỹ, bởi vì mới gọi là professional, chuyên gia mà. Còn em có bằng chỉ là licensee thôi. Licensee là người có bằng, em có bằng, cô cũng có bằng, đâu có khác gì. Khác thiệt, màu khác. Cái người càng lâu năm cái màu nó khác, nhưng mà người ta khách ta đâu có khe cái màu, mình biết. Nhưng mà cái cách mình diễn đạt, mình làm cho người khách thoải mái. Nhưng mà nói được phải làm được nha. Nói nhiều mà làm được nhiều được. Nghe chưa? Đó. Rồi, bây giờ mình hiểu rồi ha. Rối loạn là do chấn thương di truyền hoặc là do mắc phải bệnh lý trước đó. Bây giờ đầu tiên mình nhìn lên bảng nè. Đây là tất cả cái chữ mà em sẽ thấy rằng trong cái nail disorder là rối loạn, nó có cái gì?